Thực tiễn hoạt động thú y thời gian qua cho thấy việc không bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách thú y ở cơ sở đã gặp một số khó khăn, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh chăn nuôi. Do đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 23 ngày 9 tháng 12 năm 2021, trong đó quyết định bổ sung chức danh thú y vào nhóm chức danh bán chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn. Thực hiện nghị quyết, các địa phương đã nhanh chóng bố trí lại chức danh thú y cơ sở. Tuy nhiên đến nay thì nhiều địa phương vẫn chưa bố trí được chức danh này. Nhờ có nguồn lực tại chỗ nên ngay khi có nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bố trí lại chức danh thú y, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu đã đối chiếu các yêu cầu và nhanh chóng tuyển dụng chức danh bán chuyên trách thú y xã, cũng là người đã từng đảm nhiệm vị trí này trước đây. Vừa rồi được sự quan tâm của cấp trên thì tiếp tục được bổ nhiệm lại, thì cái điều này là tạo rất thuận lợi cho địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là phòng chống dịch cho đàn gia súc gia cầm. Không được thuận lợi như xã Quỳnh Văn, hiện nhiều xã vẫn chưa thể bố trí lại được chức danh này do đã đủ số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định tại nghị định số 34 của Chính phủ. Hiện nay thì đối với ban chuyên trách tỉnh Nguyên thì đang thừa 1-2 chức danh, thì đang cũng cố gắng ghép theo kiểu mà kiêm nhiệm, bởi vì cán bộ thú y thì bán chuyên trách vô thì lương thấp, đã vào cùng quản lý thì phải điều cùng quản lý ban dân điều hành, cho nên họ không đi làm ngoài được, cho nên cũng khó trong công tác mà tuyển dụng. Đối với các huyện miền núi, hiện việc bố trí chức danh thú y xã cũng gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực. Tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, đến thời điểm này xã mới nhận được một bộ hồ sơ ứng tuyển chức danh này. Tuy nhiên, lại không đảm bảo yêu cầu về trình độ, bằng cấp. Hiện nay xã thì không có thú y, mà xã thì chỉ có hợp đồng cái thú y viên ở từ thôn bản. Kinh phí thì cho cái phụ cấp cái anh thú y thì không thú y viên thì không có. Do đó thì cũng xã hội hóa thôi. Do đó thì cái trong công tác tiêm phòng cũng rất là khó khăn. Nhưng mà đang có cái dịch tả lợn châu phi nữa cũng rất là khó khăn. Theo số liệu thống kê sơ bộ, ở các huyện đồng bằng, việc bố trí lại chức danh bán chuyên trách thú y cơ sở đã đạt được khoảng 60-70%. Ở các huyện miền núi, tỷ lệ này chỉ mới đạt khoảng 30-40%. Nguyên nhân là do phụ cấp còn thấp, chưa thu hút được những người học chuyên ngành thú y có chuyên môn tốt. Bên cạnh đó, quy định chức danh thú y cơ sở vùng đồng bằng phải có bằng trung cấp chuyên môn thú y trở lên, và vùng miền núi khó khăn phải có bằng sơ cấp trở lên, khiến nhiều địa phương khó khăn trong việc tuyển dụng. Khi mà hồi phục lại cái hệ thống thú y cơ sở thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo đối với các cái địa phương nhằm làm sao đó là khôi phục càng nhanh càng tốt cái hệ thống thú y cơ sở ở đây là thú y xã, để là đảm bảo là có cái nhân lực để mà tổ chức tham mưu cái công tác giám sát dịch bệnh cũng như tiêm phòng ở cơ sở. Chính cái đó, cái tầm quan trọng như vậy, cho nên là chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là căn cứ vào thực tế tại địa phương để tuyển dụng cho phù hợp, để làm sao càng nhanh càng tốt để gọi là phối hợp lại cái hệ thống này. Nhanh chóng bố trí lại chức danh thú y cơ sở đã giúp nhiều địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc gia cầm. Do đó, những địa phương còn khó khăn trong công tác tuyển dụng cũng đang từng bước tháo gỡ để trong thời gian sớm nhất bố trí được chức danh này nhằm phục vụ tốt hơn phát triển chăn nuôi ở địa phương.